trời. Rồi đây 22. Tại còn gì nữa? Tôi lại cho. Chạy lại mua tới vô. Vũ. Vũ và cho nó 2.6 đi cho tụi con. Cái gì à? Tôi lát không được. Không quay chị trời, quay được ở tỉnh là gì trời. Chụp quay nó gỡ về tỉnh quá. Xỉu. Trời ơi, nó quay cũng đỡ về tỉnh vậy sao? Gỡ ra em lôi đầu đen đó. Dạ thưa em hết tiền lắm tiền bạc chứ ngữ. Quay làm gì kìa. Không còn thích, không còn làm. Nước mặt lên đi, biết sao? Hả? Hộp hộp chút. Biết sao lên đó, đập lắc rồi, sao lên. Tại lý do, chuẩn. Đúng rồi. Bây giờ ông dẫn chị không đi, thứ này là bắt xong ngày mai, ngày bắt con để nhẹ nhàng lên, để xuống cái quánh là xỉu liền. Để đi tới con. Đó. Đây, đi đi. Bà giá quánh không sợ. Đi chặt. Ông dẫn lên đây, cái này như mới xỉu lên. Thấy là mẹ lên đi. Sao nãy giờ không tôi giờ bảy không có tiền quá mày hay quá có tiền đó quá vô màu đẹp rồi quá đem vô đưa cho ông bỏ ngồi quay ngay chốc giờ theo luôn rồi đây kỷ niệm thôi rồi mốt ra Sài Gòn mình buồn á mình nhớ quê mình bỏ là mình coi để đây đứa em vợ này đây cười cho em nghe tôi quê tôi tổng là mấy bà không có làm chân làm vậy không đó. Quê của tôi nghèo, quê của tôi nghèo nhưng mà tiền nhiều lắm. Quê của tôi nghèo bài đó là cá nhân cái nào. Nhà có ai chồng bà lớn lên đó. Tiền có lớn này. Tiền có lớn này. Biết tiền có hai chục ngàn béo. Hai chục ngàn. Sao? Đi bán đi bán đi. Cho tặng cho tôi. Không gia tài nữa. Sao sao? Sao? Sáng rồi. Không gia tài. Sao nào? Chín mọt. Thế này sao mới ăn? Đã tàu tàu quý mày chứ trời trời gọi là cái này 14 lúc nè tung ra nè chạy vô nè hát con năm đi ơi giỏi mày tránh tiền muốn với tao nè đây là hầm cá của ông Bảy Sĩ nè. Hầm cá của ông Bảy Sĩ. Đây là hầm cá của ông Bảy Sĩ nè. Tôi quay nè, quay phim nè. Đó. Ở trong đó là mấy người đang nhậu trong đó. Thấy không? Nhậu đó. Rồi tôi vô vô vô. Đây là Vũ phát biểu đi. Rồi, bây giờ em phát biểu. Bây giờ không có giữ nhà cho là anh em mình không có giữ nhà. Coi như là lý do. Tính là bữa nay là ba ngày xương muốn kéo lại chạy của anh Tám chơi. Cái này mình không có nói là nhà được. Nhưng mà chạy chăn nuôi của anh Tám là cũng như là một cái doanh trại của anh Tám. Anh Tám với chị Tám có một cái doanh trại để chăn nuôi. Cho nên mình tính kéo đi chơi để gặp anh Tám rồi nãy kia. Nhưng mà cuối cùng là không gặp anh Tám. Nhưng mà mình mà không có anh Tám ở đây mà mình mà đã tự tổ chức, mình đã tự này kia thì hình như là hơi quá chút. Thôi bây giờ. Nhưng mà điện từ bây giờ thì không gặp được anh Tám. Thì thôi. Chuyện đó thì chắc không có chủ nhà thì mình cũng không dám làm cái gì quá. Thôi anh em mình rút. Chắc xin rút. Dạ, thì con cũng là một người cháu, con cũng có muốn nói. Áo đỏ nổi dữ lắm. Con hôm nay con tới đây á, nhìn Tám con rất là bận.
có lẽ là về công việc chăn nuôi cá, nhưng con cũng nói với ông Dưỡng thôi sắp xếp lên đây nhậu với ông Dưỡng tám để công việc của ông vừa được việc mà vừa được vui với con cháu và anh em, thì tới đây chia sẻ với ông, nhưng mà hôm nay không có ông ở nhà. Nhưng mà con không thấy, con không thấy gì buồn hết trơn. Nhưng mà Dương Bảy đề nghị nè, chia với ổng thôi, đừng xẻ ổng, tội nghiệp ổng. Tại vì ổng này ổng xẻ ba cái vụ kia nhiều rồi. Vâng, thì tới nay tới cũng tới căn villa của ổng á, rồi cũng uống đã chờ ổng một tí nhưng mà không thấy bóng dáng ổng đâu, thì con cũng xin phép thôi cũng về. Không, nhưng mà trước mắt bây giờ nè, Dương Bảy đề nghị nè, để cho cái con rể của ổng phát biểu coi. Bây giờ là không có chủ nhà là phát biểu. Không hiểu. Bây giờ anh Bảy, anh cho em xin phép ở chỗ này đi. Ví dụ là nói con mà phát biểu, thí dụ là lỡ mà có những là gì hơi quá thì nó cũng không hay, không tốt đẹp gì đâu. Thì thôi bây giờ không có rút quá không? Đây. Thì thôi bây giờ mình xin rút đi. Chứ giờ kêu Hiệp phát biểu, như nhiều lúc Hiệp cũng cần ổng, có mặt ổng ở đây chơi, thích ổng thì, nhưng mà lỡ không có thì Hiệp nó hơi có cái gì nói hơi quá thì cũng tội nghiệp cho Hiệp thôi. Rồi là tôi kết thúc nè, kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Tới mùng 1 Tết không ai thích coi truyền hình. Chút xíu nữa ổng gì chắc bả. Hậu ra lẹ lẹ đi, đặng vô phim nè. Quê hương tôi có cái lũy tre làng, có cái bờ ao, có những rặng cây. Quê hương tôi có những con người mộc mạc chất phác. Đây, quê hương Đồng Tháp. Quay phim. Ngày mai lên ủy ban rồi con ơi. Con chị á, ừ. Bảo luôn quay tôi luôn. Đây là những cái người thân của tôi. Rồi. Bên vợ của tôi nè. Rồi. Những năm một năm dài lam lũ. Rồi bữa nay sum họp về đây. Rồi. Để mà vui vẻ với gia đình thôi, còn cái đánh bài này là cái chuyện là bó quẻ đầu năm thôi. Rồi. Chứ còn bên vợ tôi là đàng hoàng lắm.